con này nhiều chức năng quá. Mức độ này cho nó tắt này. Cái hình đó là đầu tiên là được uống này, được nấu ăn này. Nước đầu tiên nước uống à? Nấu ăn. Nấu ăn đầu tiên à? Ừ. Nước thứ hai là gì? Nó có hình đấy. À, hình đun sôi này. Chỉ hiểu thế. Ờ, thứ hai là để đun sôi. Thứ ba là nấu gì nhỉ? Sao lại có nước bát này? Còn bì còn biết gì nữa. À, nước pha nó. Tư là cái uống. Nước uống này. Thứ năm màu xanh là cái chắc là nước chăn lút không? Đây là còn đổ thử BH hay đâu? Thử BH đâu? Cái độ ấy chắc là tắt rồi. Nó đo được cái độ hình cái màu trắng là cái vạch này. Cái độ pH ở bên khu vùng bên phải đây, cái pH này trung bình vừa cao. pH đây hiện này. À, chắc là cái nút này nút ấn một tên tăng giảm pH này. Tăng giảm pH. Cái này nó không ghi được. Hình như nó ghi là 12 lít hết đời 2012 ấy nhỉ. Chắc đời 2012. Điện 100V. Vòi nước uống này, à đây cái vòi nước uống. Mày lấy làm chắc chắn nha.